hỏi trên cái câu là em bị bad credit thì có vay được tiền không? Thứ nhất, bad là bad như thế nào? Ok, bad như thế nào? Bad là mình khai phá sản, bad là mình bị stole cái gì đó, hay là mình bad là mình nhiều nợ quá, hay bad như thế nào là một ha. Để trên phân tích như vậy để mình biết được cái nguyên nhân để mà mình có thể fix, mình có thể giải quyết cái nguyên nhân đó một cách đường dài. Chứ trên chưa có nói tới là cái việc vay được hay là không vay được. Cái điểm thứ hai là vay tiền, vay cho vấn đề gì? Vay cho kinh doanh hay là vay đầu tư bất động sản? Vay có nhiều dạng vay lắm anh chị em ơi. So, em bị bad credit. Và câu hỏi tiếp theo là em bad như vậy đó, có vay được tiền không? Mọi người thấy trên phân tích không? Bad là bad như thế nào? Bad có gỡ được không? Bad có cứu chữa được không? Trên muốn nghe sâu hơn tí. Nhưng mà nếu mà bad credit là phần trăm là khó vay, và nếu có vay được những cái loại vay đó đó, thì cái thông tin chương trình vay nó là cái gì? Nó còn nhiều cái vấn đề lắm. Sau trên lại, again, trên muốn biết được kỹ về cái bad như thế nào, có cứu chữa được không, và cũng như là vay cho vấn đề gì, anh vay bao nhiêu và vay cho vấn đề gì, nó phải có rất là rõ ràng. Và cái assume của trên có nghĩa là trên đoán thôi, thì là anh định mua nhà cho thuê, ví dụ như thế. Thì nếu mà anh bị bad credit mà anh muốn mua nhà cho thuê đó thì được, chứ không phải là không. Ví dụ như có 3 cái level của cái vay cho bất động sản trên nước Mỹ, trên nói ha, có 3 cái level. Cái level thứ nhất là anh perfect, có nghĩa là anh hoàn hảo về vấn đề điểm tín dụng, về điểm credit. Anh hoàn hảo luôn cả cái thu nhập cá nhân của anh, thì anh là tới ngân hàng anh vay, perfect, tuyệt đối, không có gì để bàn cãi hết. Nhưng nếu không được hai cái điểm này, và nếu ngân hàng từ chối thì sao? Anh đi xuống một cái cấp bậc thứ hai là cái dạng private, 30 năm, 5 năm đến 30 năm ha. Thì cái dạng này không cần check income cá nhân của anh, họ chỉ cần check cái income của cái nhà mà anh sẽ mua anh cho thuê đó. Nó gọi là market rent. Anh check điểm credit, yes, credit tốt, ok, rồi, không cần check cái thuế. Đó, vẫn được 5 đến 30 năm, nhưng mà lãi suất nó cao hơn cái ngân hàng chứ. Và cái chi phí nó cũng cao hơn cái ngân hàng tí. Đó, nhưng mà nếu anh hai cái cấp bậc này, anh không qualify thì sao? Anh đi xuống cái cấp bậc thứ ba dưới này. Dưới này có đặc điểm gì? Thứ nhất là lãi suất cao hơn hai cái trên. Đúng không? Ví dụ như ngân hàng thì hiện tại là 6-7 chấm. Ví dụ private lender thì 7-8 chấm trở lên. Rồi cái hard money nè, cái hard money là cái dưới level nè. Thứ nhất là sao? Cái ưu điểm là gì? Không cần biết cái credit bao nhiêu, không cần check luôn. Bankruptcy cũng được, khai phá sản cũng được, anh người nước ngoài cũng được, không có một cái rủi ro gì nó care hết trơn, không quan tâm. Rồi nó cũng không quan tâm cái thu nhập cá nhân của anh bao nhiêu luôn, không quan tâm luôn. Nó chỉ quan tâm cái nhà anh mua thôi. Đó. Khi mà quan tâm cái nhà là cái gì? Nó bắt buộc mình cái gì? Một là mình sẽ chịu cái lãi suất cao 8 chấm, 9 chấm trở lên. Trở lên nha. Còn khi nộp hồ sơ vào mới biết là lên bao nhiêu, ok. Nhưng mà cái 8, 9 chấm, 10 chấm ví dụ như thế, đó là cái chịu lãi suất cao. Thứ hai, chịu chi phí cao hơn, chi phí loan cao hơn 3-4% trở lên. Rồi cái thứ ba nữa là một cái phải để ý, phải take note, phải lưu ý nè, là chỉ được 12 tháng thôi, nó không cho 5-30 năm. Tại vì sao? Nó không biết mình là ai, tín dụng, sự uy tín của mình, nó không biết mình là ai, rồi nó không biết thu nhập mình thế nào, mình có khả năng chi trả như thế nào. Nó chỉ hold cái property đó 12 tháng thôi. Và trong cái 12 tháng đó, either một là mình phải có tiền mặt để mình pay off, hai là mình phải qualify cho một cái loại loan nào đó, mình refinance. Cái người lender mới sẽ take over cái loan hiện tại của mình, của lender này, pay off cho cái người này, và mình chỉ nợ cái người lender mới thôi. Đó là cái dạng refinance, pay off. Sau đó là ba cái điểm mà khi mà anh chị em bad credit thì anh chị em sẽ bị đi xuống cái hàng rủi ro cao nhất. Đây là cái level thấp nhất của cái financing, là làm loan dành cho những người bad credit ha. Lãi suất cao, chi phí cao, chỉ được 12 tháng thôi. Và một cái rất là quan trọng trên muốn take note nữa là gì? Phải down ít nhất 30%.
chứ không được 20% như là những cái dạng loan bình thường đi đầu tư ha, 30% trở lên, 40%, ví dụ như đó là cái nhà bình thường đó. Chứ còn nếu mà anh chị em mua những cái commercial building hay là những cái đất lớn hàng chục hecta ví dụ như thế thì nó là một cái bức tranh khác nữa, đó là một dạng loan khác. So cái advice của Jen dành cho những cái anh chị em mà bad credit như thế này á, là nếu anh chị em xác định mình sẽ còn đi đường dài tại nước Mỹ và mình sẽ còn phải vay mượn nhiều thì nên fix the credit, ok? Phải sửa cái credit lại đi. Nếu mà nó trật cái chỗ nào mình phải sửa lại, nếu nó hư cái chỗ nào mình phải fix nó lại, để gì? Để mình còn đi đường dài. Chứ còn khi mà mình bad credit như vậy á, mình không có đi đường dài được, không đi đường dài với ai được hết trơn á. Nên cố gắng lên nha. Nếu mà cần những cái người mà credit repair, Trên cũng quen biết một số anh chị em làm việc rất là uy tín, Trên sẽ giới thiệu cho mọi người. Ok, rồi có bất kỳ câu hỏi gì cho Trên biết nha, cứ inbox rất là chi tiết trong cái inbox của Trên. Và nhớ là follow, share, nếu mà có thể follow tất cả những cái video của Trên nha. Ok, bye mọi người.